tim bay các bạn. À, trái tim ha, cái dáng bay ha, đây là cái mẫu ôm nha các bạn, cầm rất là chắc chắn ha, chặt bẫy nha các bạn. À, trái tim ha. À, bữa nay mình sẽ test cái viên thuốc đây các bạn, viên thuốc tây ha. Rất là may mắn các bạn. À, đây là cái mẫu tim đây, chặt bẫy nha các bạn. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem video nha, nhớ đăng ký để xem nhiều món ná hơn nha, cảm ơn các bạn.